AH-55SM, NATO định danh là AS-15 Kent, là tên lửa hành trình chiến lược cận âm phóng từ trên không tầm bắn 2.500 km, được phát triển ở Liên Xô vào những năm 1970, được thiết kế bởi cục Raduga. Tên lửa này được trang bị riêng cho các máy bay ném bom chiến lược của Nga mang đầu đạn hạt nhân 200 kiloton. Vào cuối những năm 1980, Raduga bắt đầu nghiên cứu thay thế Kh-55SM có khả năng bay tàng hình cao hơn với đầu đạn thông thường, tức là loại Kh-101, hoặc mang đầu đạn hạt nhân Kh-102. Sau khi chiến tranh lại kết thúc, do những hạn chế trong việc triển khai tên lửa hạt nhân tầm xa, Nga bắt đầu phát triển một biến thể thông thường của Kh-55SM. Và vào năm 2001, lực lượng không quân vũ trụ Nga được cho là đã thúc đẩy sự phát triển của Kh-555, NATO định danh là AS-15 Ken-C. Kh-555 được hình thành như một bản nâng cấp của Kh-55SM, không phải là sự thay thế như trường hợp của Kh-101. Kh-555 có kích thước tương tự Kh-55SM với sự điều chỉnh ở thiết kế của động cơ. Tín hiệu radar của Kh-555 nhỏ hơn Kh-55SM. Tuy nhiên, Kh-555 không phải là tên lửa tàng hình như Kh-101. Chuyến bay đầu tiên của Kh-101 diễn ra vào năm 1998 và các thử nghiệm đánh giá bắt đầu từ năm 2000. Kh-555 được thử nghiệm và phê duyệt sản xuất vào năm 1999. Nó được không quân Nga thông qua vào năm 2014. Cả Kh-555 và Kh-101 đều đã được máy bay ném bom Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga có 444 tên lửa Kh-101 và Kh-555. Đến giữa tháng 10, số lượng trong kho giảm xuống còn 213. Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh vào ngày 26 tháng 11 năm 2022 tuyên bố Nga có khả năng loại bỏ các đầu đạn hạt nhân khỏi tên lửa hành trình hạt nhân cũ và bắn các loại đạn không lắp đầu nổ hay là khối chiến đấu để tấn công Ukraine. Đầu đạn có lẽ đã được thay thế, mặc dù một hệ thống như vậy vẫn có khả năng tạo thiệt hại thông qua động năng của tên lửa và lượng nhiên liệu còn lại, nhưng không có khả năng đạt được hiệu quả đáng tin cậy đối với các mục tiêu. Khi đăng tải nội dung trên, có lẽ Bộ Quốc phòng Anh muốn tạo ấn tượng rằng Nga cạn kiệt tên lửa hành trình và muốn tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine đến mức sẵn sàng hy sinh khả năng răn đe chiến lược của mình. Sau đó, chủ đề này đã được tiếp tục với nội dung đăng tải được cho là hợp lý hơn. Cụ thể, Nga gần như chắc chắn hy vọng những tên lửa như vậy sẽ hoạt động như mồi nhử và chuyển hướng hệ thống phòng không của Ukraine. Bất kể ý định của Nga là gì, sự ứng biến này làm nổi bật mức độ cạn kiệt trong kho tên lửa tầm xa của Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh do Hoa Kỳ tài trợ đã lặp lại tuyên bố của Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh. Theo đó, quân đội Nga có khả năng sử dụng một hệ thống vũ khí chiến lược trong vai trò làm mồi nhử cho lực lượng phòng không Ukraine. Chứng thực báo cáo trước đây của Viện nghiên cứu chiến tranh cho rằng quân đội Nga đã cạn kiệt đáng kể kho vũ khí tên lửa có độ chính xác cao. Theo tôi, báo cáo của tình báo Anh là một nỗ lực thô bạo nhằm tung tin sai lệch. Với sự ra đời dần dần của tên lửa Kh-102, nhiều tên lửa Kh-55SM đang bị rút khỏi vai trò chiến lược. Có bằng chứng cho thấy sau khi giới thiệu tên lửa hành trình chiến lược tầm xa bay ở độ cao thấp Kh-102, Nga bắt đầu trang bị tên lửa Kh-55SM với đầu đạn trơ từ năm 2015. Chẳng hạn, Không quân Nga năm 2015 tuyên bố 4 tiêm kích đánh chặn MiG-31 đã hạ thành công tên lửa Kh-55 trong cuộc thử nghiệm với sự hỗ trợ của máy bay A-50, là máy bay cảnh báo sớm. Các quân đội trên khắp thế giới cố gắng sử dụng các hệ thống vũ khí đã loại biên một cách có hiệu quả. Có khả năng Nga đang sử dụng tên lửa Kh-55SM đã rút khỏi vai trò chiến lược và được trang bị đầu đạn trơ làm mồi nhử để các hệ thống phòng không của Ukraine bộc lộ. Từ đó sẽ bị Su-35S tấn công bằng tên lửa Kh-31 biến thể chống bức xạ. Diễn giải chiến thuật sử dụng tên lửa của Nga được phương Tây đưa ra có vẻ đáng tin cậy bằng cách dựa trên sự thật nửa vời. Thế nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy Nga đang cạn kiệt kho tên lửa hành trình và buộc phải sử dụng tên lửa Kh-55SM với đầu đạn trơ để tấn công các mục tiêu của Ukraine. Vậy nếu mà sự thật như vậy,
thì còn chờ gì mà phương Tây không lao vào làm thịt gấu Nga? Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.